Chào quý anh chị, với tài chính hơn 4 tỷ muốn tìm kiếm một căn nhà tại trung tâm của thành phố Đà Nẵng thì hôm nay em Tiến có một sản phẩm muốn giới thiệu đến quý anh chị. Căn nhà thì nằm tại đường Phan Thanh. Đường Phan Thanh là tuyến đường kết nối đường Nguyễn Văn Linh và đường Hùng Vương có trường Đại học Duy Tân. Căn nhà hôm nay em Tiến giới thiệu có diện tích là 55 m², 3 tầng với tỷ lệ là 7x7, cực kỳ đẹp luôn ạ. Lô góc và thiết kế thì rất là sang trọng hiện đại. 3 phòng ngủ khép kín. Và có giá chào là chỉ có 4 tỷ 350 triệu ạ. Đây là căn nhà mà hôm nay em Tiến giới thiệu ạ. Đường trước nhà của mình thì khoảng gần 3 mét ạ. Lô góc luôn nha quý anh chị. Bước vào đầu tiên á thì mình có một cái không gian phía trước ạ. Đây là một khu vực sân để xe của nhà mình. Rất là rộng rãi thông thoáng luôn. Và đây là không gian tầng 1 của nhà mình ạ. Nhà mình thì lô góc với tỷ lệ 7x7. Thiết kế thì nội thất rất là đẹp luôn ạ. Không gian tầng 1 của nhà mình á thì gồm có khu vực phòng khách, khu vực bếp, một nhà vệ sinh ạ. Đây là không gian của nhà mình ạ. Phía trong này thì chủ nhà bố trí là khu vực bếp ạ, có hệ tủ đầy đủ luôn, nội thất thì thiết kế rất là xịn. Và phía trong này thì bố trí bàn làm việc và tủ lạnh nè. Khu này phía dưới á thì có bố trí làm cái khu vực nhà vệ sinh ở dưới không gian tầng 1 và dưới cầu thang thì bố trí hệ tủ để đồ. Và anh Tiến mời quý anh chị cùng nhìn lại các không gian tầng 1 của nhà mình. Khu vực tầng 2 của nhà mình thì gồm có hai phòng ngủ khép kín. Ở đây thì mình có một cái lối đi, có cái sổ bên ngoài cũng rất là đẹp. Ở ngoài thì có trồng cây cảnh trang trí. Đây là phòng ngủ của nhà mình. Nhà thì đang vào nội thất cho nên là cũng còn hơi lộn xộn ạ. Có lắp máy lạnh đầy đủ nè. Hệ tủ cũng rất là đẹp ạ. Và trong này thì cũng có nhà vệ sinh khép kín luôn ạ. Và di chuyển về phía trước. Đây, phòng ngủ này thì cũng rất là rộng. Cũng nhà vệ sinh khép kín luôn ạ. Thiết kế thì cũng rất là sang trọng hiện đại ạ. Có máy lạnh đầy đủ hết ạ. Và nhà mình thì có luôn một cái ban công ở phía trước ạ. Rất là thông thoáng. Khu vực tầng 3 nhà mình cầu thang di chuyển lên trên thì có một cái ô lấy sáng rất là đẹp ạ. Và tầng 3 của nhà mình thì gồm có một phòng giặt, một phòng ngủ khép kín, mà một không gian phòng thờ và một cái sân thượng ạ. Di chuyển đầu tiên thì chúng ta có một cái khu vực giặt, bố trí máy giặt. Ở trên này thì là cái phòng ngủ của nhà mình ạ, phòng ngủ thứ ba của nhà mình. Phòng này thì khép kín luôn. Nhà thì nội thất rất là đẹp ạ. Phía trong này thì có một cái nhà vệ sinh ở trong này cũng rất là thông thoáng. Phòng thì lắp máy lạnh đầy đủ, tông màu thiết kế cũng rất là đẹp. Và di chuyển về phía trước á thì mình có một cái không gian được bố trí làm không gian phòng thờ cũng rất là đẹp, thông thoáng. Và phía trước này mình có một cái sân thượng cực kỳ rộng luôn ạ, bố trí cục nóng đầy đủ hết. Căn nhà này lô góc đây quý anh chị có thể thấy hai bên đường rất là thông thoáng luôn. Và anh Tiến xin nhắc lại á, căn nhà mình 3 tầng, 3 phòng ngủ, đầy đủ công năng, diện tích sử dụng là 165 m², nằm tại đường Phan Thanh, quận Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng ạ. Và giá chào là chỉ có 4 tỷ 350 triệu. Quý anh chị mà quan tâm căn nhà này thì liên hệ ngay cho anh Tiến theo số điện thoại 0976 250 114 và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về nhà phố Đà Nẵng ạ.